Video tuyệt phẩm của Red giúp Mu thắng Riết Tan Ba La Xe bản quyền liếc thuộc ca. Mu đã trải qua hơn 90 phút vô cùng khó khăn dù được chơi trên sân nhà Old Trafford trước Riết Tan Ba La Xe tại vòng 15 giải ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu đầu tiên mà Quỷ Đỏ được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên tạm quyền Rangnick. Chiến lược gia người Đức bắt đầu nhiệm kỳ 6 tháng cầm quân ở nhà hát của những giấc mơ. Người hùng của Mu trận này là Red khi tiền vệ người ra dân có pha cứ lòng đập mắt ở phút 77 để ghi bàn duy nhất giúp họ thắng Riết Tan Ba La Xe 1-0, ngắt mạc 2 trận liền không thắng đối thủ này tại giải ngoại hạng Anh. Kết quả vừa qua cũng đưa nửa đỏ thành Manchester tạm thời vượt Arsenal để leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 24 điểm sau 15 trận, chỉ kém toàn 4 có 3 điểm. Theo Octavio, tân thuyền trưởng Rangnick vừa lập kỷ lục đáng nhớ. Chiến lược gia 63 tuổi này đã trở thành huấn luyện viên người Đức đầu tiên có chiến thắng ngay trận đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ của mình ở giải ngoại hạng Anh. Đây là điều mà năm người đồng hương của Rangnick gồm Felix Magga, Jurgen Klopp, Jan Sikker, Daniel Farke và Thomas Tuchel trước đó đã không làm được. Với Red, anh hiện tại đã có 2 bàn thắng ở Premier League mùa này, ngang bằng thành tích của tiền vệ này ở 76 trận trong 3 mùa giải trước đó khoác áo Quỷ Đỏ. Sau khi kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn vào lưới Arsenal hôm 3 tháng 12, Red lại tự mình lập công giúp Mu thắng Riết Tan Ba La Xe. Tiền vệ 28 tuổi này đã ghi dấu dày trong các bàn thắng của đội chủ sân Old Trafford 2 trận liên tiếp chỉ cách nhau 3 ngày ở giải ngoại hạng Anh, điều mà anh chưa từng làm được ở 2 mùa giải gần nhất trước đó. Rất có thể, với màn trình diễn đáng khen thời gian gần đây, Red sẽ là một mảnh ghép quan trọng của Mu dưới triều đại của tân huấn luyện viên Rangnick.